lòng nghe lời vàng chữ Phật, bậc đại bi đại giác vẹn toàn, kính lạy Phật con xin tinh tấn thấu lời kinh pháp vô lưu truyền. 453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê hầm sâu phẩm, con xin kính lễ ánh đạo vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát, Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lắng lòng nghe lời vàng chữ đại bi đại giác vẹn toàn, kính lạy Phật con xin tinh tấn thấu lời kinh pháp vô lưu truyền. 453 câu kệ luôn hành trì xóa hết lầm mê hầm sâu phẩm, con xin kính lễ ánh đạo vàng soi lối con về. Nam mô thường tinh tấn Bồ Tát, Nam mô thường hoan hỷ Bồ Tát, Nam mô thường bất khinh.
Hôm nay toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng ta đang học cái phẩm 20 phẩm đạo, và hôm rồi thì chúng ta đã học xong tới cái bài 279 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái bài mới, bài 280. Chúng tôi sẽ đọc phần chánh văn trước. Khi đáng nỗ lực không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biến lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biến nhát ấy làm gì có trí để ngộ đạo. Thận trọng lời nói, kiềm chế ý nghĩ, thân không làm ác, ba nghiệp thanh tịnh là được đạo thánh nhân. Tu du già thì trí phát, bỏ du già thì tuệ tiêu. Biết rõ hai lẽ này, thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng trí huệ. Bài 283. Hãy đốn rừng dục vọng, chớ đốn cây thọ lâm. Từ rừng dục vọng sinh sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Bài 284. Sợ dây tình giữa trai gái chưa dứt, thì tâm còn bị buộc ràng, như bò con chẳng rời vú mẹ. Ở đây cái bài 280 nó cũng tiếp nối những cái ý trước. Tức là ý trước là chúng ta đã học cái bài ở trong cái phẩm đạo, thì Đức Phật cũng nói tới các pháp vô ngã, đem tâm trí huệ soi xét được như thế thì sẽ nhằm lìa thống khổ, đó là đạo thanh tịnh. Hôm rồi chúng ta đã học xong bài đó rồi, thì hôm nay chúng ta học cái bài thứ 280 là khi đáng nỗ lực thì không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã biến lười, ý chí tiêu trầm và nhu nhược, kẻ biến nhát ấy làm gì có trí có thể ngộ đạo. Nghe có ai giống gì không? Nên thường thì cái người trẻ ít có khi nào kiếm được cái người ý thức được sinh tử một cách sâu sắc để mà chúng ta công phu nhắc đi nhắc lại, nói tới nói lui, giống như là cầm cây ở sau để mà đánh để bước được một bước. Chứ khi nào mà tự mình phấn đấu tu tập lắm. Thật ra cái tuổi mà còn trẻ, tuổi còn trẻ cái khả năng, cái năng lực của mình gần như nó còn đủ để có thể mình phấn đấu vượt qua được tất cả mọi cái, nhưng mà cái lúc đó mình lại không làm.
Tới hồi mà ý thức được cái việc sinh tử là thân chúng ta đã già, ý chí phấn đấu nó gần như bắt đầu nó yếu rồi. Lúc đó mới ý thức thực sự cái việc sinh tử, mới gán người tu mà tu không kịp. Và như vậy là cái trí huệ chúng ta rất là khó để có thể khai mở. Cho nên Đức Phật ở đây, Đức Phật quở mình là cái khi mà đáng nỗ lực, cái chuyện mà đáng để nỗ lực thì mình lại không nỗ lực. Chuyện đáng để tu tập thì chúng ta không đáng tu tập. Nhất là cái tuổi còn thiếu niên cường tráng mà làm biến thì ý chí nó lại tiêu tầm nhu nhược, không có cái khả năng phấn chấn tu tập cho bản thân của mình. Cứ năm chìm bảy nổi, thấy nếu người ta tu thì mình cũng gán mình tu theo một chút. Thấy những cái vị mà có trách nhiệm mà quan tâm tới thì tu gán thời, quay qua biến mất. Có không? Trong chúng có chuyện đó không? Ngay cả những người mà ở hẳn ở trong chùa, ở này không nói người đời, những người xuất gia ở trong chùa, làm như quý vị ở chùa là tử thần không tới kêu mình nữa. Thấy chưa? Giống như mình ở chùa mình được ai bảo kê là mình không có được bệnh, không được đau, không được chết, ai chết chết, mình không chết. Ai sanh tử mình không có sanh tử, ai khổ đau mình không khổ đau hay sao á. Mà là nhiều khi đi kiểm tra, biết mình đi kiểm tra thì thấy tướng ngồi trang nghiêm lắm, đi kiểm tra bất ngờ hả, chùa 50 người thấy ngồi có mấy người. Và nếu mà biết có ai sau lưng nhìn thì gán gán ngồi một chút, đi qua cái kéo chân cái xả đó. Có không? Có rất là nhiều cái người tu cái kiểu đó. Cái tâm của mình nó nhu nhược, nó lười biếng đến cái mò độ mà mình phải nói là tu để trả nợ áo cơm thôi, mình cũng không có gắng phấn đấu để mình trả cho đủ nữa, đừng có nói là cái chuyện mà phá vỡ sinh tử. Giờ ngồi nghiệm lại tất cả những người ở trong chùa kìa, chúng ta thấy coi một ngày chúng ta tu cái kiểu gì, cái công phu chúng ta làm được cái gì để có thể trả nợ áo cơm. Chúng ta dụng từ là tu để trả nợ quỷ thần, trả nợ áo cơm đằng na đến thí thôi, cũng chưa đủ nữa. Mà vậy là chúng ta mỗi ngày chúng ta mỗi nợ thêm thì cái chuyện mà khai mở trí huệ để ngộ ra lấy đạo màu thì khó lắm. Cho nên Đức Phật ở đây cũng nói là nếu mà ý chí tiêu tầm bạc nhược thì khó có thể, kẻ biến nhát ấy khó có thể có trí tuệ để ngộ đạo. Trí tuệ để ngộ đạo kiếm không ra. Cho nên ở một chùa lâu mình cũng thấy rằng mình cũng tu lâu ở một chùa mà đôi lúc có một chút tỉnh táo mình cũng thấy thổn thức, đúng không? Thấy ở sao mình ở một chùa lâu quá mà trí huệ mình cũng không có mở, đạo lý mình cũng không có thông, rồi thiền định mình cũng không có đạt được, rồi sinh tử mình cũng không phá vỡ, cũng có một chút đó. Nhưng mà một chút thoáng qua một cái rồi đâu cũng vào đấy. Giống như nguyên cái hồ lớn bèo đầy, lấy tay khoát nó trống trống một chút để nhận ra một chút lỗi lầm của mình trong sinh tử vẫn còn mù mịt. Mình mà lỡ ngã xuống cái ngay tại đây, mình không biết mình đi đâu, về đâu, mù mù mịt mịt phía trước. Cũng thấy lo lo, kiếm đường ngồi liêm diêm đâu được 2 phút. Phút thứ 3 bắt đầu kiếm chuyện khác, rồi đâu cũng vô đó. Tâm cứ buông lung, vọng động, lo nghĩ đủ điều, đủ chuyện, tranh hơn, tranh thua. Ở trong chùa mà còn vậy thì ở ngoài đời cũng không khó mà trách người ta được. Cho nên đó là sinh tử sẽ tiếp nối trong mù mịt khổ đau, chứ không bao giờ sáng sủa được cho cái tương lai của mình. Đức Phật thấy rõ điều này, còn nhỏ mà không lo tu, không có phấn đấu tu tập và lời biến giải đãi thì sẽ mù mịt trong sanh tử tiếp nối. Ở đây Đức Phật dạy tiếp là khi thận trọng, phải thận trọng lời nói và kiềm chế ý nghĩ, thân không làm mát, ba nghiệp thanh tịnh thì được đạo thánh nhân. Cái chuyện này gần như là mình nghe nhão luôn chứ không phải là nghe vừa. Thầy nói phải hết sức là thận trọng, ý nghĩ phải biết cách kiềm chế, thân không tạo ác. Này chúng nghe thường lắm, nhưng mà thật sự
với những người mà nghe riết rồi nó thành quen và xem thường, khinh lờn, để ba nghiệp chúng ta vẫn còn phải buông lung, nói chúng ta không bao giờ giữ được lời, nghĩ thì thôi lung tung lan tan không biết dừng, và cái việc làm ác ở chúng ta cũng không hay, thì ba nghiệp chúng ta hoàn toàn không có được thanh tịnh. Cho nên đạo lý rất là khó để sáng tỏ. Cho ra Đức Phật dạy á, nếu mà chúng ta kiềm chế được ý nghĩ của mình, nhưng mà muốn kiềm chế được ý nghĩ thì chúng ta phải thấy rõ cái điều gì trước. Bây giờ nơi thân khẩu ý của mình, nơi ba nghiệp này mà nó bất an, nó loạn động, nó không thanh tịnh thì chúng ta sẽ được cái gì? Nếu mà cái thân này nó an tịnh, nó an lạc, cái thân chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta an lạc thì chúng ta được cái gì? Và chúng ta thực sự có thấy rằng cái tâm mà an lạc, cái thân thanh tịnh nó có giá trị hay không trong đời sống này của một cái người có mặt trong trần gian này với mình? Chúng ta thấy nó có giá trị không? Giá trị đó ở chừng nào đối với bản thân mình? Người tu mà không có thấy tận cùng cái giá trị của tâm an lạc, không có quý cái tâm an lạc thanh tịnh, thì người đó không biết trần gian này quý cái gì. Đụng cái gì cũng ham, đụng cái gì cũng thích, đụng cái gì cũng muốn, nhưng mà những cái ham thích của mình nó chỉ là những cái tạo thêm cái sự bất an, sự vọng động của chính mình mà thôi. Cho nên dù là cái người mà còn trẻ đó, mà họ có ý thức một cách sâu sắc về cái việc sinh tử này, thì tự động họ rất là quý cái sự bình an nơi tâm hồn, quý cái sự thanh tịnh nơi cõi lòng của mình. Lúc nào họ cũng luôn luôn tìm cái cách để mà mình được an tịnh, luôn luôn tìm cái cách để mình được an lạc, luôn luôn tìm cách để cho mình bình yên, đừng có dao động. Đó là cái người biết quý cái sự thanh tịnh. Và được cái phút giây thanh tịnh với họ, nó là một cái vật báo. Phải thấy cái phút giây thanh tịnh là một cái vật báo thật sự cho đời mình, chứ không có cái vật báo nào ở đời mình là giá trị hết á. Nếu một ngày nào đó người tu mà vẫn còn thấy cái gì giá trị hơn cái tâm an lạc thanh tịnh thì người đó chưa phải là cái người ý thức sâu sắc về sinh tử. Và như vậy mình không bao giờ mình chăm lo cái tâm yên tịnh của mình, mình không bao giờ bỏ công ra để mà mình chăm lo cho mình được thanh tịnh. Tu làm như là tu cho ông thầy á. À, ông thầy quan tâm tới, ông thầy nhắc nhở, ông thầy la rầy hay gì đó thì mình gán mình tu cho ổng một chút. Chứ tu không phải trách nhiệm của mình. Nó kỳ, không hiểu nữa, ở ông chùa là gán ở gì, vì cái gì á, chứ không phải vì cái sự an lạc thanh tịnh cho bản thân mình. Nhìn cái cách sinh hoạt, nhìn cái cách mà tu học, nếu mà nói cho nó thật lòng là thấy rất là buồn. Rất là buồn khi nhìn thấy tăng ni lơ thơ lững thững kiểu gì đâu, mơ mơ màng màng ở đâu á, không hiểu. Khi mà sống chung gần gũi chung với mấy người xuất gia rồi, mấy người có một cái đời sống nó thật, nó không thật mà hư không hư hay lắm nha. Có đôi khi tôi cũng ngồi tôi ngắm tập thể tăng ni, tôi ngồi tôi cũng nhìn kỹ cái sinh hoạt, ví dụ như họ làm ở đó mình ngồi, hoặc là mình lại mình nhìn, mình đi gần tới để mình xem xét, mình thấy họ nó có một cái gì mơ mơ màng màng á, nó phiêu phiêu phủng phưởng ở đâu á, chứ không ở dưới đất, không biết sao ngồi, không biết nữa. Rất là lạ lùng. Có những cái chuyện tôi nghĩ là mọi người tu sĩ mà nói một câu là họ sẽ làm rất là chính xác nha, nhưng không có, nhắc tới lần thứ 10 họ làm không được. Cái chuyện làm thôi, làm cũng không chính xác được, không hiểu nổi là cái kiểu mơ màng gì, nó không thật. Ví dụ như người đời á, người ta thực tế, người ta muốn đó, người ta nói một câu đó, người ta muốn đó, người ta làm một chuyện đó. Và xong rồi thì họ chấp nhận nhân quả của họ. Như thế này người tu muốn không dám làm lén lén, vật nghĩ lén lén cái gì đó. Thành ra cái đầu nó cứ bật chật giật với những cái mà tranh đấu, thôi đừng có làm, hay là mình nghĩ thôi, hay gì ở trong đầu á. Nó mắc cười lắm, nó không có thật, khiến cho cái người tu tự động nó ở một cái cảnh giới gì ở đâu á, chứ nó không có trở lại cái thật. Cho nên thực tế chút đó, lúc tôi nói
Với thầy với cô làm sao xuống đất đứng giùm đi, đừng có đứng trên mây, mơ mơ màng màng gì đâu, trên trời trên mây gì đâu. Tất cả những cái chuyện gần như là không phải là không biết, nhưng mà mình không có chịu thực tế để đứng ở dưới đất để mình thấy thật cái này, là nó dẫn tới cái sự bình yên, dẫn tới cái sự bất an cho cái việc tu tập của mình. Mình không có thực nhìn như vậy, mình không có thực sự thấy được cái cõi lòng của mình nó đang phát khởi cái dục vọng, nó đang hướng về những cái nơi mà nó không cần thiết để chúng ta phải hướng. Chúng ta phải thực tế thấy lại để cho cái việc tu hành của mình nó có một cái gì đó rất là thiết thực, chúng ta đi rất là rõ ràng, không có mù mờ, không có mơ hồ. Chúng ta ngồi đây là một cách rất rõ ràng chứ không có thêm thiên ảo giác gì ở trong đó. Chúng ta phải thật sự là mình ở tại đây giùm đi, đừng có mơ màng. Trước ra thì đó là một cái việc rất là tốt, nhưng mà chúng ta phải thực tế với chính mình trong cái đời sống hiện tiền này. Mình phải thấy rõ là giờ phút này mình đang bất an, mình thấy rõ rằng mình không thể vô định được, mình thấy rõ rằng mình không thể an tĩnh được. Mình phải thấy chứ, đâu có mơ mơ màng màng đó. Nói lý thuyết thì gần như là chúng ta học đủ rồi, nhưng mà thực hành là gần như chúng ta nó không có cái đường để chúng ta mò vào. Cái dụng công thì ngồi đó, nhưng mà mình cũng chắc là mình dụng công đúng theo cái lời của người khác chỉ, của thầy mình chỉ, của Phật chỉ nữa. Nó kỳ lắm. Vô ngồi á, nhiều khi mình ngồi mình lắng tâm để mình coi những cái người đang ngồi thiền á, mình thấy họ nó cũng không phải là họ có cố tình, họ công phu nữa. À, trong một tiếng ngồi đó nhưng mà không cố tình công phu, tại vì lỡ vô chùa xuất gia rồi đối thời khóa không tu rồi đó, bị phạm quy. Cái gì sợ bị phạm quy, bị rầy thì gán ngồi, ngồi gán cho nó hết giờ, chờ làm sao có ben 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 là coi như ai cho vàng ở mình không bằng luôn. Chứ không phải là mình được nhập định là quý, nhưng mà ba tiếng kẽn là quý, ba tiếng kẽn xả thiền á quý lắm, rất là mừng, y như là trúng số vậy á, nghe ba tiếng kẽn xả thiền á. Mà đó là nhiều người bị lắm, không phải bị mà nhiều người muốn như vậy, nhiều người đang thực hiện như vậy ở trong chùa. Nên ở đây Đức Phật nói là cái ý nghĩ của mình không phải là mình kiềm chế cái dục vọng, dục lòng mình nữa, mà ý nghĩ của chúng ta phải suy nghĩ đến những cái việc nào nó hết sức là phù hợp với chân lý, nó phù hợp với chánh pháp, gọi là tác ý như lý mà tác ý. Chứ không phải nghĩ buông lung, muốn nghĩ gì đó nghĩ, muốn gì đó thì muốn, không phải như vậy. Thì tu khi mà chúng ta nói thì chúng ta phải làm sao nói năng nó phù hợp, đúng đắn với chánh pháp. Khi chúng ta nghĩ cũng vậy, nghĩ những cái điều gì phù hợp, đúng với chánh pháp, có lợi cho nhiều người. Khi chúng ta làm thì những cái việc làm của chúng ta luôn luôn là có ích cho bản thân mình và có ích cho nhiều người thì chúng ta làm. Và như vậy thì ba nghiệp chúng ta mới lần lần được thanh tịnh. Chúng ta phải thấy được cái việc thanh tịnh là một cái gì tối quan trọng cho cuộc đời tu tập của chúng ta. Việc gìn giữ ba nghiệp thanh tịnh là một cái điều, cái nền tảng, phải nói nền tảng căn bản cho cái việc phải vượt thoát sinh tử trong đời này của chính mình. Mình phải thấy rất rõ cái điều này, đừng có mơ màng nữa. Chúng ta phải thực tế cho cái những cái ngày tháng còn lại trong cuộc đời này của chính mình. Chúng ta bắt đầu tu, bắt đầu đi vào con đường tu tập, thì thân khẩu ý chúng ta phải làm sao mỗi ngày mỗi được yên tĩnh, mỗi được an lạc, mỗi được trong sáng hơn, thì đó là cái người biết tu. Cho nên nó có những người không tu, không phải là cái người xuất gia, nhưng mà lời nói họ rất là thận trọng. Người đời người ta còn nói uống lưỡi bảy lần trước khi nói, nhưng mà người tu có khi nói không có kìm được cái lời của mình. Mình không biết mình nói lố ở mấy cây số rồi mà mình cũng không hay nữa. Thấy chưa? Mình nghĩ nó xa xôi dịu vậy, không biết là tới cái chân trời nào rồi mình cũng không biết. Và rồi mình có những cái hành động sai trái đó mình cũng không có nhận ra. Thì như vậy sẽ làm cho chúng ta suốt cả cái cuộc đời này luôn luôn ở trong bấn loạn, bất an, chứ chúng ta không thể bình an được. Tu vô già thì trí phát, bỏ vô già thì tuệ tiêu, biết rõ hai lẽ này. Thế nên
thế nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành sẽ tăng trưởng trí huệ. Như già nó giống như là yoga, nó giống như định vậy đó. Tức là nếu mà chúng ta được định á, ở ngày xưa bên Ấn Độ họ sử dụng cái từ yoga nhiều, cái từ du già nhiều, nó thông dụng mà. Nhưng mà nó là một cái cách để tu được thiền định. Du già là nó giống như thiền định vậy đó. Thì khi nếu mà cái tâm chúng ta thực sự yên định á, thì trí chúng ta luôn luôn tỏa sáng. Còn lúc nào chúng ta cũng loạn hết, lúc nào tâm chúng ta cũng dao động bất an hết, thì rõ ràng là không thể nào có trí huệ được. Cho nên ở đây Đức Phật nói là chúng ta phải biết rõ cái lẽ này. Một người tu tập phải xác định được cái việc chính, việc phụ của mình trong đời sống. Trong đời sống đời thường, ở đây chúng ta nói người tu thì trong đó kể cả những người cư sĩ của chúng ta. Trong đời sống đời thường chúng ta có nhiều cái bổn phận, nhiều trách nhiệm với xã hội, với gia đình, đối với xã hội. Nhưng bây giờ đối với chính bản thân mình, đối với chính bản thân mình không phải là cái việc ăn ngon ngủ yên nữa, nhưng mà bản thân mình bây giờ đang trong cái sự mù mịt, sinh tử phía trước không biết đi đâu về đâu, không biết ngày mai mình sẽ ra sao, chưa biết, chúng ta chưa có rõ được điều này. Nếu mà chúng ta có đủ cái thần thông phép màu để biết rằng mình có thể mình sống được tới 8.000 năm nữa, thì năm ngàn năm kế tiếp mình sẽ là cái gì, ngàn năm kế nữa mình làm cái gì, mình biết một cách tường tận hết mọi cái đi. Rồi bây giờ dành cái thời gian còn dư thừa để mình có thể nghỉ ngơi được vài ba hôm, thấy chưa? Nhưng bây giờ rõ ràng mình không biết một chút nữa mình như thế nào, rõ ràng là mù mịt thiệt á. Chưa ai nắm chắc được là mình ngã ra ngay tại đây mình tịch liền, khi đó mình đi lên hay đi xuống, nắm chắc chưa? Biết mình đi ngoài cái cõi người này ra, chúng ta còn biết cái cõi nào khác để chúng ta đi không? Chúng ta đủ năng lực để đi cõi nào? Chúng ta chưa biết. Vì vậy là phía trước đang mù mịt. Thì vậy là Đức Phật dạy chúng ta phải xác định cái nào là được, cái nào là không được, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là chính, cái nào là phụ trong cuộc đời này, để chúng ta đi đúng đường bằng cái khả năng hiểu biết của mình trong cuộc đời này. Rồi bằng cái phước báo của mình vốn có trong cuộc đời này, chúng ta phải vận dụng hai cái đó để chúng ta hướng về con đường chính đạo. Chứ nếu không chúng ta sẽ, nó giống như một cái người lấp lơ, lấp lửng ở ngã ba đường, không biết là ngã bên phải hay ngã bên trái. Đạo với mình thì nó chưa sáng tỏ, mà đời thì có nhiều cái việc để vẫy gọi mình. Cái việc thế gian chỉ cần là chúng ta xui lòng một tí thôi là chúng ta tuột dốc mất liền. Còn việc đạo có phấn đấu cả đời của mình cũng không thấy hiệu quả đâu. Bề ngoài gần như là chúng ta rất là phấn đấu tu tập, chúng ta thể hiện cái sự trang nghiêm trong cái công phu tu tập của mình, nhưng mà thực chất sâu bên trong chúng ta chưa xác định rõ ràng cái con đường sinh tử của chính bản thân mình. Chúng ta không xác định được, chúng ta chưa có rõ ràng với cái chuyện đó. Và chính cái mà chúng ta không có rõ ràng, không có minh định rõ con đường đi của chính mình, thì chúng ta còn lơ thơ lững thững lạ thường. Cho nên khi mà chúng ta đã nói tới cái việc tu tập, thì chúng ta phải xác định được cái lợi lộc của thế gian nó sẽ đem lại cái gì cho bản thân mình ngay trong đời sống này. Đương nhiên là chúng ta đầy đủ cơm áo gạo tiền, đầy đủ phương tiện để sống, thì nó là một cái điều để thể hiện cái phước báo của chúng ta ngay trong đời này. Nhưng mà khi cái phương tiện đời sống chúng ta đầy đủ sung túc rồi, thì chúng ta được cái gì bên sau đó, chúng ta thấy rõ. Chúng ta phải xác định rõ, nếu bây giờ mình được thỏa mãn tất cả những cái của vật chất này, thì chúng ta được cái gì? Có trí huệ thật sự không? Sau cái sự thỏa mãn cái dục vọng mình hay không? Thì chúng ta phải xác định rất là rõ. Cho nên ở đây Đức Phật đưa ra là cái người tu thiền định á, thì sẽ được khai mở cái huệ. Còn không tu thiền định, ngoài con đường thiền định ra là không có con đường để mở huệ của mình. Đức Phật xác định rõ như vậy. Cho nên tu du già thì có trí huệ, có nghĩa là tu theo thiền định thì có trí huệ. Mà không đi theo con đường thiền định là trí huệ không bao giờ phát khởi với chính chúng ta. Bây giờ mình phải xác định đó là con đường đi của cái người tu. Thì chúng ta phải bỏ hết cuộc đời mình ra cho cái việc này.
Một người tu chúng tôi nói giống như là mình cược cái mạng mình. Không phải chuyện đơn giản đâu. Đem hết cái thân mạng mình ra để cược cho cái chuyện đạo lý. Và từ đó trở về sau là đem hết cái mạng để cho con đường đó, chứ không có con, không có cái chuyện mà lưng lửng giữa đường. Bây giờ chúng ta quyết tâm chúng ta thực hiện theo cái con đường của Phật đạo rồi thì chấp nhận cả một cái đời này, toàn tâm toàn ý của cuộc đời của mình dồn hết vào con đường công phu, thì hy vọng rằng tất cả những cái sức lực đó mới có thể kéo chúng ta vượt thoát một những cái khúc quanh trong cuộc sống của chính mình, những khúc quanh trong công phu tu tập. Trong đời sống có những cái khó, nhưng mà thật sự nó không có khó tới đâu đó. Có những người mà làm ăn họ bị tắt đường, nhưng mà tôi nói cái đường tắt của cái việc làm ăn nó không có tới đâu hết đó. Khi mà chúng ta đi sâu vào công phu thiền định, chúng ta mới thấy những cái tắc nghẽn của nó. Những cái tắc đó nó có một là nó có thể dẫn sâu chúng ta đi sông sanh tử ngàn kiếp nữa. Còn cái tắc cái việc làm ăn chỉ mất tiền, mất của, mất cái gì đó thôi. Nhưng mà tắc con đường đạo lý rồi là ngàn kiếp sau đi trong mù mịt chứ không có thể nào mở ra được. Chúng ta phải thấy rõ được cái này, chúng ta phải ý thức được con đường này. Nếu chúng ta khai thông được, nếu chúng ta đạt được định để trí huệ, chúng ta khai mở, chúng ta thấu hiểu chân lý thì cái đường đi sáng tỏ rõ ràng lắm. Bây giờ mỗi người tu hỏi về đi một tí nữa mình sẽ như thế nào cho cái việc thiền định của mình. Có ai mạnh dạn đứng lên nói một cách rõ ràng là tôi thấy tôi làm vậy để tôi được định không? Có ai trong chúng ta có đủ cái năng lực, đủ trí tuệ này chưa? Tôi làm vậy tôi sẽ được định á. Tôi sẽ sử dụng công phu đó, tôi dứt định là tôi sẽ được định và tôi bảo đảm là tôi sẽ được định bao lâu. Đó, nói chuyện còn sống là thôi, đừng có nói chuyện chết. Thì mình chưa có đủ cái sức này nữa. Tôi làm sao để cho cái tâm tôi được yên? Cũng không có mấy người có khả năng đó nữa. Đó là cái chuyện mà chúng ta nhìn lại chúng ta rất là đáng buồn. Có nghĩa là chúng ta không xác định cái mục đích sống của mình một cách quả đoán. Bây giờ người tu muốn tu thiền để được định thôi, mà chúng ta tu hoài chúng ta không được định, mà không bao giờ có một sự thao thức. Ngồi tiếng hồi xả ra chờ hết giờ thôi, chứ không phải là người ta ngồi cố gắng để được định. Không được định là một cái chuyện đau khổ trong cuộc đời của mình. Mình ngồi mà không được yên tĩnh trong một tiếng, hai tiếng đồng hồ, đó là một sự đau khổ nhất cuộc đời của mình. Đó là cái sự thất bại trong cái công phu của mình. Một ngày mà chúng ta không ở trong cái sự yên định an lạc mà xem như một ngày đó chúng ta thất thoát toàn bộ công phu của mình, mất mát những cái gì quý giá nhất của trần gian này. Chúng ta chưa ý thức nổi cái này và chưa có ai ý thức nổi điều này. Ủa tại sao mình ngồi người ta ngồi người ta được yên, mình ngồi mình không được yên? Tại sao người ta ngồi người ta được định, mình ngồi mình không được định? Định với không định cũng giống nhau, buông ra ổng cũng ăn cơm, mình ăn cơm mà có gì đâu, đúng không? Mấy người được định thì có đói bụng cũng ăn cơm, người ta không được, mình không được định thì mình đói bụng mình cũng ăn cơm, giống nhau. Vậy là thôi xù. Không có cái gì để quan tâm tới cái việc mà ngồi tâm mình an hay không an đó, mình không có cái quan tâm đó, không có cái thao thức đó. Đây là một điều rất là lạ. Mà rõ ràng bây giờ kêu từng người tu đứng ra hỏi tu để làm gì, trả lời là cà lập cập, không có ai mà có một cái câu nói một cách đúng đắn. Nói một cách cả quyết cho cái việc tu hành của mình nhất định mình sẽ làm cái chuyện đó và mình đang thực hành cái chuyện đó bằng tất cả những cái tâm lực của chính mình, không có. Nên ở đây Đức Phật nói là phải xác định được cái được và cái mất của mình trong cuộc sống này để mình nỗ lực hành trì. Nếu mình không xác định được cái đó là mình sẽ không nỗ lực hành trì. Cho nên những người mà còn lơ thơ lững thững có nghĩa là những người đó còn ba bước tới hai bước lui đối với cái việc tu hành. Không có mấy người buông hẳn cái thân mạng mình cho đạo lý. Cho nên đó, ngày nào mình cũng thấy rồi cũng qua ngày. Mới lúc đầu mới xuất gia mình thấy từ sáng tới chiều mình không tiến bộ cũng hơi lo lo. Thấy chưa? Ngày thứ hai thì cũng nhớ tới ngày thứ ba rồi quên luôn. Thì tại vì ngày nào cũng 24 tiếng đồng hồ tới giờ thì ăn tới giờ ngủ xong chuyện. Chứ không bao giờ mình thấy qua một ngày mà mình còn mù mịt là mình cảm giác là mình sẽ bị tiêu mòn sức lực của mình, rồi sức khỏe mình càng lúc càng già, trí tuệ mình càng lúc càng cùng lục và cái họ mạng mình càng lúc càng tiêu mòn.
sinh tử mình vẫn còn mù mịt mịt ở đâu đâu, mình không phá vỡ được thì mình không biết mình đi đâu, mình về đâu. Không có cái tâm này, và chính không có cái tâm này cho nên công phu chúng ta không bao giờ tiến bộ. Một cái chùa 5-70 người mà suốt nhiều tháng tu tập không thấy người nào đứng ra thưa thầy bây giờ thầy cho con trình cái công phu tu hành của con hết á. À, có một chồng đang dụng công như vậy á, con đụng công tới chừng đó con bị tắt cái chuyện đó, giờ con không biết phải phá vỡ làm sao để con vượt hơn chỗ này. Không có, chưa từng thấy, chưa từng nghe, ít khi nghe tới, khi nghe tới lạ vậy đó. Thật ra là tu mà từ 1 ngày cho tới 10 ngày mà không biến chuyển thì rõ ràng là chai, chai thiệt. Ở chùa mà 3 tháng mà công phu không thay đổi là coi như chai hẳn luôn rồi đó. Thời này thì coi như khó gỡ lắm. Tôi nói là cái việc nhập thất của tôi 7 ngày mà không thay đổi á, thì tôi mời ra khỏi thu thiền thất, sau này nó là như vậy. Mà sau này á, là chắc là khi mà yên ổn rồi á, thì những người mà tu mà 3 tháng không thay đổi chắc có lẽ mà mời ra đời luôn á. Chứ nó chai, nó chai hẳn luôn à. Ở một chùa thêm tốn cơm tốn gạo rằng na tên thấy. Khi mà dụng công quý vị thấy, nếu mà thực sự là cái người tu quyết liệt tu tập, quý vị thấy là thay đổi từng phút từng giây. Thế còn tại sao mà ngồi thiền năm này qua tới năm kia, hỏi một câu đạo lý đàng hoàng nó không ra là chết rồi. Dụng công cũng không biết làm sao để được yên định nữa. Với một cái người mà họ thực sự có tu á, họ tu bằng tất cả cái tâm thành của mình á, thì họ thấy rất rõ là cái hồi đó mình bắt chân mình ngồi như vậy, mình thở như vậy, trong cái tư thế như vậy, với cái tâm tư như vậy nó bị loạn. Và mình chỉnh như thế nào để nó bớt loạn, mình chỉnh như thế nào để cho mình được định. Tức là cái kinh nghiệm chuyên môn mình phải có. Bây giờ ngồi á, thật sự mình đúng hay sai mình còn không biết nữa mà. Tại ngồi lo ngủ để cho quên đau, gán làm sao để cho nó hết giờ. Chứ không bao giờ để ý là cái hơi thở này, hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở thô, hơi thở tế. Và hơi thở đó thì cái tâm như thế nào, hơi thở kia thì cái tâm như thế nào. Mình không có cái kinh nghiệm đó, gần như là người tu không có kinh nghiệm này. Để mình tự an tịnh lấy mình. Cho nên cái đời sống nó cứ luôn luôn bấp bênh trong cái việc tu tập. Mình có cảm giác rằng mình tu mà nó không có cái gì yên tĩnh, không có gì an lạc đó. Quý vị biết người tu mà, cái này mình nói đi nói lại hoài, người tu chỉ một đêm thiền định tốt, một thời thiền định tốt của mình, sáng hôm sau cái khí sắc người đó đẹp lắm. Cái tâm mà an định rồi, sáng hôm sau cái khí của họ lạ lắm. Khí của họ nó ảnh hưởng luôn cả cái chùa đó, cả cái vùng đó nữa, chứ không phải cả cái chùa không. Nên có nhiều khi mình nhìn cái mặt người đó mình phải bực lên để mình la. La không phải là mình bực cái chuyện mà khó chịu khi thấy cái sắc mặt họ như vậy. Nếu mình không la mình không có chận kịp cái tâm của họ. Chận không có kịp, ghê gớm lắm rồi. Có những cái khuôn mặt mình nhìn thấy là thiệt á, là phải lấy cái gì mà cắt liền tại chỗ. Chứ nếu mà để mà dây dưa là họ sẽ tiếp tục đi vào con đường xấu. Nó lộ cái diện ra ngoài thấy kỳ cục lắm. Đến sáng nhìn cái mặt người tu giờ biết đêm hôm tu làm sao, chiều dậm mặt người này biết ngày nay sống làm sao, thấy rõ không có giấu được. Mà họ cứ thấy cái chuyện đó là hay nữa. Có những cái chuyện mà sinh hoạt trong đời sống đời thường chúng ta chỉ nhìn thấy cái một bữa ăn, thì một cái cách đi, cách nói, cách cười của họ trước công chúng là chúng ta thừa biết cái công phu tu hành đó rồi. Mình không cần phải giao tiếp rồi, chỉ cần ngồi đó coi người ta nói chuyện thôi. Ngồi đó coi họ làm một công việc họ đang làm thôi. Họ đưa cái muỗng vô miệng, họ đưa cái đũa vô miệng, họ nhai cơm thôi là đủ để có thể nói hết công phu của người đó trong cái đời tu của họ, chứ đừng nói trong cái ngày đó. Nó như vậy, nó rõ ràng lắm. Nếu mà chúng ta thực sự có kinh nghiệm thì mình thấy rằng mình đưa tay như thế nào là thô tháo, mình nói như thế nào là quá lố, thấy chưa? Mình cười như thế nào là mất oai nghi, mình làm như thế nào là thất tâm, làm như thế nào là định tâm. Tất cả những cái hành động đó là mình đủ kinh nghiệm trong vòng 1 tháng cho tới 3 tháng. Người tu phải đủ những cái điều này để mình xác định rằng cái gì nó đi lệch với cái thiền định, để mà tắt
cái huệ của mình là mình phải biết cách để dằn xếp, biết cách để không cho nó tiếp tục. Đó là cái người quyết tu. Thật ra ở đây Đức Phật nói là cái người nào mà phải xác định được cái đắc thất này mới có thể nỗ lực công phu được. Khi mà chúng ta xác định con đường đi thiền định của mình là một cái gì rất cần thiết cho cuộc đời tu tập rồi á, thì chúng ta không bao giờ có một cái hành động, cử chỉ, lời nói nào để ảnh hưởng tới công phu thiền định của chúng ta. Chúng ta đang làm rất là cực ở đồng ruộng hay là ở nương rẫy, không phải là chúng ta gán làm lẹ lẹ rồi nó chạy về tu, không phải như vậy. Chứ định không có phải là đợi tới ngồi mới thành định. Từng cái hành động chúng ta phải chuẩn mực 100% để nó không có ra ngoài cái việc chúng ta đang làm là chúng ta đang định đó. Cho nên mỗi người mà làm bằng cái định tâm á, chúng ta thấy cái hành động cử chỉ họ đẹp liền. Cái việc họ làm rất là đẹp, mặc dù họ không phải là người khéo tay, nhưng mà do cái định lực của họ nó không làm cho họ xáo trộn trong lúc mà họ đang làm cái sự việc họ làm, là tự động cái đó nó đẹp à. Cái đẹp từ cái công phu thiền định khác với cái đẹp chăm chút chú ý của cái ý tưởng, khác lắm. Nên mình nhìn thấy người ta làm việc, người ta nhổ cọng cỏ, người ta trồng cái cây xuống đất, tất cả những cái đó đều thể hiện cái tâm lực của họ, không có giấu được. Vì vậy là nếu chúng ta là người quyết tu thì trong lúc chúng ta nhổ cỏ, lúc chúng ta trồng cây cũng chính là cái lúc chúng ta đang công phu một cách rất chính xác, một cách rất là tinh tế. Vì sao? Vì lúc nào chúng ta cũng chăm lo cái thiền định của chính mình. Cái người đang định là họ làm việc nào là việc đó. Người thế gian người ta nói giờ nào việc đó. Tâm chúng ta không có rời cái chỗ chúng ta đang có mặt ở đây. Chúng ta đang ngồi đây với tất cả những cái yên định nhất của chính mình. Và lúc nào chúng ta cũng yên định. Nhưng mà chúng ta không chịu nổi cái yên định này. Chúng ta không quý kính cái yên định này. Chúng ta không thấy cái giá trị của yên định này. Cho nên mình tự khuấy nhiễu, tự mình làm loạn động lấy mình. Chứ nếu mà thực sự chúng ta không có khuấy nhiễu, không có quen cái kiểu khuấy nhiễu mình, thì rõ ràng là cái yên định nó bại lộ ngay tại đây. Thì lúc nào chúng ta cũng yên định hết. Cho nên chúng ta phải xác định được cái chính của cái đời sống chúng ta là cái thiền định và giải thoát. Đó là cái chính của người tu. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà không tu du già là không bao giờ khai mở trí huệ, không bao giờ đạt được giác ngộ giải thoát. Thật ra chúng ta phải xác định thấy rõ ràng đó là cái chuyện mà cần làm trong từng hơi thở một của chính mình trong đời này. Thì nên mà mình phải nỗ lực công phu để mình đạt được cái định đó mới được trí huệ. Còn nếu không là chúng ta khó mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này. Hãy đốn cái rừng dục vọng, chớ đốn rừng cây thọ lâm. Từ rừng dục vọng sinh sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng ấy. Đức Phật nhìn trong con người chúng ta là một rừng dục vọng, chứ không phải là một hai cái dục vọng nữa. Một rừng mà không thể đếm được chúng ta có bao nhiêu dục. Thì Đức Phật nói là chúng ta phải đốn hết cái rừng dục vọng này đi, chứ đừng có đốn cây thọ lâm, tức là mấy cây lớn ở ngoài rừng. Đốn rừng tâm của chúng mình. Và chúng ta sợ cái này, chúng ta sợ cái kia, sợ cái nọ là từ đâu? Từ cái dục vọng của mình. Chúng ta muốn, mà mỗi khi chúng ta muốn một điều gì thì nó kèm theo cái nhiều cái sợ hãi đi theo, chứ không phải là một cái sợ hãi đâu. Ví dụ như bây giờ mình muốn ăn ngon giữa cái bàn ăn thôi. Nói chuyện rất là đơn giản là khi ngồi trên bàn ăn nó có 3-4 món như vậy. Có một món mình rất là thích mà mình muốn ăn món đó nhiều. Rồi giờ mình ăn mình ráng nhai cho lẹ lẹ để mình gấp thêm miếng thứ hai, sợ người kia gấp. Nó cái đơn giản vậy á. Tức là ngồi cái muốn ăn thôi cũng đủ sanh cái dục vọng, cái dục lòng của chúng ta rồi. Bây giờ mà muốn làm cái gì cái chúng ta sanh cái sợ. Thì cái sợ đó gốc từ đâu? Gốc từ cái ham muốn. Cái ham muốn gốc từ đâu? Gốc từ cái ích kỷ. Cái ích kỷ gốc từ đâu? Gốc từ cái chấp ngã. Thì có nghĩa là từ sâu ở trong chúng ta nó có sự chấp ngã rất là lớn. Cho nên tự động chúng ta sẽ sanh cái vị kỷ, cái vị mình. Cho nên cái gì mà nó thuộc về mình, nó gần gũi với mình,
thuộc về mình thì mình cũng sợ mất, mà cái mình muốn mà nó không thuộc về chúng ta cũng sợ là chúng ta sẽ chiếm đoạt nó không được, chúng ta lấy nó không được, chúng ta giữ nó không được. Chúng ta lo lắng từ cái ăn, cái mặc, cái ở của mình, gần như chưa bao giờ những cái dục vọng đó nó không xảy ra. Chưa bao giờ sự sợ hãi không xảy ra. Mà tiên sinh nói cái này nó rõ đúng không? Tiên sinh nói nếu các bạn là cái người mà nằm xuống trong vòng 30 giây mà các bạn ngủ không được thì các bạn là người đầy sợ hãi. Nghe không phải là người tu nha, một người cư sĩ mà thấy rõ những cái điều này. Nằm xuống trong vòng 30 giây mà chúng ta không đi sâu vào giấc ngủ thì tiên sinh cho rằng mình là cái người đầy sợ hãi. Mà người đầy sợ hãi là kết quả của gì? Của nhiều dục vọng. Nhiều dục vọng là kết quả của cái gì? Của nhiều cái sự vị kỷ. Nhiều sự vị kỷ là được sanh sản từ đâu? Từ cái sự chấp ngã. Thì vậy là người chấp ngã nặng là người rất khó được giấc ngủ bình yên, rất khó đi vào giấc ngủ. Cho nên những cái bệnh chấp ngã nặng thì nó cũng có khả năng sanh mất ngủ. Sanh mất ngủ nó là cái ngọn ở bên ngoài, đúng không? Cái ngọn bên ngoài được sanh từ cái cành sợ hãi. Cái cành sợ hãi nó sanh từ cái gì? Từ cái gốc dục vọng. Sợ hãi, dục vọng tràn lan. Giờ nói là nếu mà nói về cái sự sợ hãi thì chúng ta có thể ngồi nói với nhau hết cái đời này. Chưa hết, chưa có thể nói hết được cái gì gọi là sợ hãi nơi tâm của con người ta. Con người ta sợ hãi nhiều chuyện, nhiều mặt, nhiều thứ lắm. Ăn, mặc, ở, tất cả những cái này đều sanh sự sợ hãi của mình. Tại vì mình ăn, mình muốn ăn như thế nào đó. Mình sợ mình ăn không được theo ý muốn của mình. Mặc mình muốn mặc theo cái gì đó, mình sợ mình mặc theo không được như ý muốn của mình. Mình ở, mình sẽ sợ ở, không có được như ý. Rồi về danh, về lợi, về tiền tài, về sắc đẹp. Tất cả những cái dục này nếu mà còn ở nơi tâm thì chúng ta luôn luôn có sự sợ hãi ẩn tàng. Thành ra lúc nào chúng ta cảm giác chúng ta sợ cái gì đó thì biết rằng là chúng ta đã đi sâu vào cái dục vọng rồi. Cho nên là cái này dễ kiểm soát mình, đúng không? Tự nhiên mình sợ cái gì, cái mình dừng lại mình coi coi mình muốn cái gì mà nó sanh cái sợ này. Và khi mà mình muốn cái gì đó, mình sẽ ngắm nhìn coi mình sẽ sanh cái sợ gì. Nó là nhân quả, nó là một cái sự tương tác với nhau rất rõ ràng. Nó cho nên là ví dụ như bây giờ mình lớn lên cái tự nhiên mình sợ, mình không có một cái chỗ làm đàng hoàng. Thấy chưa? Mình không có chỗ ở đàng hoàng, mình không có chỗ nương đàng hoàng, sợ. Sợ rồi thì thấy người nào mà hứa hẹn mình cái gì, cái là mình chính liền. Nó hứa gì chút của mình cảm giác ở cái chỗ này an toàn rồi nè. Mình sợ mình sống cô đơn, mình sợ mình sống mình có người thứ hai bên cạnh đó, mình cảm giác mình được an toàn, an ninh gì gì đó. Tất cả những cái nỗi sợ đó nó xảy ra. Mà sâu trong lòng của mình luôn luôn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đủ điều. Đi làm ăn thì sợ thất bại, không? Thậm chí cả cái việc đi chùa, cái việc tới chùa, việc ở trong chùa, chúng ta tu tập cũng vậy, với rất là nhiều cái nỗi sợ nơi tâm chúng ta chưa có gác qua được. Mọi huynh đệ sống chung với nhau thôi, nhớ mình sợ mình không được người lớn quan tâm, mình sợ mình không được người ta khen, sợ mình bị chê, sợ đủ thứ, những cái sợ không cần thiết. Tại vì thường cái dục vọng thì nó sanh ngoài cái chánh pháp, ngoài đạo lý. Cho nên tất cả những nỗi sợ đều là cái gì đó không cần thiết, không phù hợp với chánh pháp. Do vậy cái lúc nào mà bắt đầu có nỗi niềm sợ hãi xảy ra nơi tâm là chúng ta biết rằng đó là cái hậu quả của những cái dục vọng không có phù hợp với chánh pháp. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Và khi nào mà chúng ta có bất kỳ một cái dục vọng xảy ra nơi tâm thì biết rằng chúng ta đang đi lệch chánh pháp rồi. Nó sẽ sanh sứa rất là nhiều sợ hãi để tâm chúng ta bất an, dao động. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên Đức Phật nói là chúng ta phải đốn được cái dục vọng của chính mình. Trong cái năm dục thô là tài sắc danh thực thùy, trong cái năm dục tế là sắc thinh hương vị xúc pháp,
năm cái này, năm cái pháp trần này nó cũng gây ảnh hưởng, nó gây một cái sức hút để chúng ta phải vướng mắt. Như mắt chúng ta luôn luôn phải tìm cái gì đó nơi sắc nó đẹp, nó vừa ý, nó đúng với, nó hợp với mình, vân vân. Tai chúng ta cũng phải tìm nghe được cái tiếng nào nó phù hợp, nó khế ứng, nó tương ưng, nó thích những cái đó. Nhưng mũi chúng ta ngửi mùi cũng vậy. Thì vậy là nơi sắc thân hương vị xúc pháp là một cái mà nó cũng thu hút để căng chúng ta hướng về. Thì như vậy là trong sáu cái thô, sáu cái tế này mà chúng ta cắt được, cái ham muốn trong mấy cái này mà chúng ta cắt được, thì như vậy là chúng ta thoát được cái rừng dục vọng, thì tâm chúng ta mới có thể yên định được. Còn nếu không là nó rất là khó. Sợi dây tình giữa trai và gái chưa dứt thì tâm còn bị buộc ràng như con bò chẳng rời vú mẹ. Đức Phật ví dụ con bò chẳng rời vú mẹ, nghe nó nhẹ lắm. Nghe nó nhẹ. Cái tình cảm giữa nam nữ, trai gái là một cái sự ràng buộc mà không có thể nói được bằng cái câu nào ở cuộc đời này. Bò đeo theo vú mẹ thì nó còn nhẹ lắm. Con mẹ mà nó có thể nó xô bò con ra được, hoặc mẹ chạy lẹ thì bò con chạy theo cũng không kịp. Nhưng mà cái tình của nam nữ nó đã ràng buộc nhau rồi á, thì phải nói là như sợi dây lồi trói mà nó trói cả cái thân của mình để mình không có dùng dãy ra được từ đời này qua tới kiếp nọ, chứ không phải là trong kiếp này. Đây là một điều mà cái người tu chúng ta phải ý thức được. Cái lúc mà cái tình ái nó chưa xảy ra của nam và nữ, người ta nhìn nhau bình thường lắm. Có buồn hay là có giận nhau, chuyện đó nó nhẹ lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Thấy chưa? Mà nó đã dính mắc trong tình ái rồi á, thì cái việc giận hờn với nhau truyền kiếp, thương nhau cũng thành truyền kiếp, mà hận thù nhau cũng thành truyền kiếp. Đây có một cái chuyện mới hôm qua, chuyện tức cười lắm. Đây là một cái chuyện thật luôn á. Tôi đang khám bệnh, có một cái bà bệnh nhân, không biết bà có đây không á, có đây đứng dậy cho bà con coi. Bà vừa ngồi xuống, tôi dòm thấy bà cầm dao rượt chém chồng bà liền, quý vị tin không? Không biết bà có đây không à? Tôi hỏi, ủa sao tại bà lấy dao bà rượt, bà chém chồng bà ghê vậy? Ngồi có bà khai thiệt rồi bà rượt chém, không biết có đây không? Đứng dậy cho bà con coi. Ngộ lắm, tôi vừa nhìn thấy là tôi thấy cái chuyện đó đó. Nó hận đến cái mức độ mà phải chém giết với nhau. Mà hồi đầu thì nói chuyện thương yêu rồi nó đủ thứ mới thành vợ thành chồng, chứ mà sao mà tới cuối cùng mà hận nhau ghê gớm luôn. Gượt chém mấy lần luôn. Tôi nói để tôi khuyên bà là bà phải lại Phật, bà xin vô chùa, bà xin vô chùa ở. Tôi nói là nói để cho bà biết là bà phải gắn lại Phật, bà xin Phật để bà hết được cái tâm thù hận này. Tới nó lộ cái khí để bà phải bị đọa con đường ác á, nó lộ cái khí nó ra rồi. Mà nếu không lại Phật sám hối được cái điều này á, thì khó có thể ai cứu bà, Phật cũng cứu bà khỏi con đường ác. Chắc chắn là bị đọa ba con đường ác đó. Ra từ cái nghiệp mà ái giữa nam nữ á, mình thấy nó là một cái gì bước đầu nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là ngọt ngào đúng không? Nó là một cái gì đó, nó có một cái sức hút rất là mạnh liệt để người ta không có rời nhau được. Mà sức hút đó là gì? Đó là sức hút của nghiệp. Không có duyên nghiệp đời trước thì chúng ta không có cái gần gũi với nhau được. Nhưng mà gần gũi rồi á, nếu mà không có khéo để mà gọi là hóa giải được cái nghiệp ái á, thì nếu như bây giờ ở hai người nam và nữ, một người đi, hai người thương nhau rồi, ví dụ như ở đây cũng có rất là nhiều người nam người nữ có gia đình và quyết tâm đi tu, quyết tâm là cắt ái từ sở thân á, xuất gia hoằng thánh đạo ha. Nhưng mà mình không giải quyết cái tình cảm trước khi mình xuất gia, nó là một sự gượng ép nào đó. Ví dụ như người chồng quyết tâm đi tu mà không giải thích rõ ràng với người vợ, không nói để mà hai người tự hóa giải nổi cái nghiệp riêng của mình, thì người mà không đi tu vẫn còn thương nhớ người đi xuất gia, thì vậy là nghiệp ái không hết đâu. Đừng nghĩ là mình vô chùa rồi là cắt được cái nghiệp đó, không hết. Không bao giờ hết, người kia vẫn còn thương mình, vẫn còn ái nhiễm mình, có nghĩa là nghiệp này chưa cắt. Và đời sau chưa kịp đi xuất gia là bị kiếm trở lại rồi đó, không biết ở chỗ nào. Đi cõi nào cũng bị.
Cho nên không phải là nhẹ nhàng giống như bò con đeo vú mẹ đâu. Mà nó rất là nặng nề. Và sự ràng buộc này á, nó không phải một đời. Chúng ta nhìn rất là nhiều cái cặp vợ chồng, nhiều cái cặp tình nhân, rõ ràng cái sự ràng buộc của họ không phải là cái chuyện trong đời này. Cái chuyện vướng mắc của họ mà nhìn cho thật sâu, nó không phải là chuyện một đời này được. Nó là một cái gì nó quấn quýt trong ngàn kiếp, gọi là quấn quýt với nhau chứ không phải là chuyện thường. Cho nên ở đây Đức Phật thấy rõ điều này. Đức Phật nói là dây tình ái mà chưa dứt thì tâm của chúng ta còn bị ràng buộc. Chúng ta có thể mất tiền á, chúng ta buồn 5 phút, 10 phút, cho năm 10 tháng đi nữa, vẫn không bằng cái mất cái tình cảm. Mất tình cảm có thể là đời đời kiếp kiếp, chứ không có nói là một vài năm tháng được. Thì ra nếu như người nào mà bị, phải nói là bị chấn động trong cái tình cảm rồi á, mà còn mất với họ, nó là một cái gì rất là lớn lao. Nó rất là lớn, cho nên là cái này nó ràng buộc. Nó ràng buộc với nhau không có cái ngày để dừng lại. Trừ trường hợp, thấy không? Trường hợp người đó chứng thánh rồi. Chứng thánh, chứng thánh thì mới được gọi là hết cái ràng buộc nơi tâm về chuyện tình cảm nam nữ. Còn chưa chứng thánh mà đã có vướng mắc trong cái chuyện tình cảm nam nữ là không có cách quá giải. Có gắn ém để công phu, ém để dụng công, gắn đè bẹp mình cái kiểu gì đi nữa, buông ra nó cũng bật chạy. Sâu trong lòng mình vẫn thầm lặng nhớ nhung những cái kỷ niệm buồn thương này nọ kia, nó còn hoài, nó không dứt được. Cho nên đó, khi mà chúng ta dụng công mà chúng ta thấy rõ cái sự ràng buộc này á, thì người tu phải nên dè dặt. Chúng ta phải dùng cái từ là nên dè dặt. Đương nhiên nghiệp tới là nó sẽ tới, nhưng khi cái nghiệp ái nó tới, mình phải bằng cái trí tuệ Phật đạo thực sự để mình hóa tán, phải hết sức dè dặt. Chúng ta không tạo cái cơ hội để cho nó tới, và có những cơ hội chúng ta cũng phải làm sao để hóa giải được, phải vượt thoát được cái việc này, chứ nếu không là chúng ta khó thoát. Và cái sự ràng buộc này nó ngấm ngầm, nó giống như là lửa cháy ngầm ở nơi tâm này, đủ cơ hội là bùng phát. Vì cái này là cái sâu nhất trong cái sinh tử của mỗi người. Nghiệp ái là một cái gì rất là sâu nặng. Cho nên người tu phải, không phải mà nói ra để mình dọa nhau, nhưng mà người tu phải thấy được cái sự thật của cái vướng mắc này. Có những người chỉ cần vướng mắc trong mấy ngày thôi là cái khí sắc hoàn toàn tắt lịm. Chúng tôi gặp mấy người tu rõ ràng là họ chỉ cần mấy ngày bị vướng mắc trong tình cảm, cái gương mặt nó càng xuống. Tôi thấy ngồi thiền cũng tinh tấn, tụng kinh cũng tinh tấn rồi gớm nha. Xả thiền cũng gán chà tay chà mặt cho nó sáng lên mà sáng không nổi. Tối hù xuống, nó tối sầm xuống, nó tắt đèn, tắt điện hết luôn. Khí sắc tắt liệm hoàn toàn khi rớt vào cái tình cảm của nam nữ. Đây là một điều rất là lạ. Cái khí tu của mình nó thanh tịnh, nó lộ ra khi mà chúng ta công phu yên định. Và cái khí của mình nó cũng vẫn đục khi chúng ta vướng mắc trong cái tình cảm. Đây là cái việc rất rõ trong cái khí sắc của người tu, dễ nhận rồi lắm, không có khó. Cho nên rồi cái sự vướng mắc đó, nó là một cái gì nó ràng buộc với nhau. Không phải một ngày một giờ, không phải một kiếp này, mà đời đời kiếp kiếp. Nếu chúng ta sợ sinh tử, hả chưa? Thì chúng ta đừng có mó vào cái tình cảm nam nữ. Chúng ta gọi từ là đừng có mó vào, đừng có để cho nó vướng vào. Vướng vào khó có ai mà có thể gỡ được. Trường hợp là cái đại phúc duyên của người đó nó lớn quá, và họ cái việc mà tu tập của họ cũng cận kề, họ phải đi gặp lại cái nghiệp xưa trong một cái thoáng nào đó, rồi họ phải phấn đấu công phu, họ thấy được cái sự vướng mắc. Tại đó mấy người càng tu nhiều chừng nào, họ sẽ thấy rất rõ về cái sự vướng mắc cái tình cảm của họ nhiều chừng đó. Họ phải thấy rõ điều này. Người nào mà thấy rõ được điều này thì người đó là có trí huệ tu tập tốt. Chứ người ta mù mù mờ mờ, ta không thấy đâu, ta thấy cái việc tình cảm nó là một cái gì đó mang đến một cái gì hạnh phúc, cái gì, họ mơ mơ màng màng, không rõ ràng. Cho nên người tu dứt phát là phải thấy rất rõ ràng về cái sự vướng mắc này. Phải ý thức một cách sâu sắc về cái chuyện vướng mắc trong tình cảm nam nữ, thì chúng ta mới có tìm con đường thoát ly. Nó là một cái gì ràng buộc, trình kiếp.
Phải nói như vậy chứ không phải ràng buộc trong một đời. Tự mình dứt hết ái dục, như lấy tay bẻ cành sen thu, xuyên tu đạo tịch tịnh. Đó là niết bàn mà Đức Thiện Thệ đã truyền dạy. Ở đây Đức Phật dạy tiếp là nếu mình tự dứt hết ái dục á, giống như mình lấy tay mình bẻ cành sen, cái sen này bẻ nó gãy nó không có mọc lại. Sen nó có một cái kỳ, nó bẻ nó không có đâm chồi, không có nảy lọc lại. Thì nếu một người mà đối với tình ái mà có một cái sự quyết liệt, với cái trí tuệ Phật đạo chúng ta thấy cái sự vướng mắc đó để chúng ta đừng có vướng vào. Mà người nào trong cuộc đời này á, dù trẻ hay dù già, mà chúng ta vượt thoát được á, chúng ta mới cảm giác cái gì đó nó nhẹ nhàng cho cái cuộc đời còn lại của chính mình. Mà không phải đời này đâu, mà chúng ta cảm giác những cái kiếp sau chúng ta cũng không bị cái này nó vướng vào. Chúng ta có một cái cảm giác an lạc lạ thường lắm khi mà sâu trong lòng chúng ta không còn vướng vào nghiệp ái. Còn nếu mà chúng ta vướng nghiệp ái, có những cái lo sợ, những ích kỷ nhỏ nhen, bảo thủ, chấp trước, phiền hận của mình hả, nó tràn ngập nơi tâm chúng ta, gần như là xuống sông mà còn đeo đá, dứt khoát là chúng ta phải chìm với những cái cục đá ghen tương, phiền hận nhỏ nhen, ích kỷ, bảo thủ riêng tư của chính mình, chúng ta không vượt được. Nhưng khi chúng ta cắt được cái này sâu trong lòng, ai mà tự nội lòng mình có một cái lần chúng ta cảm giác chúng ta đã qua được rồi. Cảm giác thôi chưa hẳn, nhưng mà cái lúc mà chúng ta cảm giác chúng ta qua được cái việc ái nhiễm á, chúng ta có cảm giác rõ ràng là mình nhẹ. Nhẹ liền à. Cái cảm giác này rất là lạ thường. Nếu mà chúng ta có công phu, chúng ta sẽ nhận được cái cảm giác này của chính mình. Một lần vượt thoát giống như chúng ta trút một cái núi đang đổ từ trên vai mà đổ xuống rồi đó. Y như là cái ngũ hành sơn nó sụp đổ rồi đó. Nhưng mà chúng ta mà chưa qua được, chúng ta cảm giác nặng nề, nó là một cái gì đó nó ràng buộc, nó là một cái gì đó nó vướng mắc, nó là một cái gì đó nó không có gỡ, nó không có tháo ra được. Cả một cái đời của mình bị đè nặng bởi cái gì đó mà mình không biết. Mà đó là cái việc của ái dục. Cho nên ai có cái kinh nghiệm tu tập, chính bản thân mình có một lần vượt thoát, chúng ta mới thấy cái giá trị vượt thoát ái dục trong trần gian này như thế nào. Không có cái gì có thể đổi được. Mặc dù mới chỉ cắt được cái ái nhiễm thôi, chưa đạt được thiền định, nhưng chúng ta cũng cảm giác được cái đời sống nhẹ nhàng của mình rồi. Đây là một điều mà người tu phải biết. Người tu phải cảm nhận được cái này. Cái này là một cái giá trị ngược với cái sự vướng mắc tình cảm. Chúng ta vướng mắc vào tình cảm, vướng mắc mà ái dục, giống như là xuống sông mà còn ôm theo cục đá trên vai. Và khi chúng ta cắt được là cái cục đó nó rớt xuống, là chúng ta tự động được nổi phiều lên rồi đi. Nó rõ ràng là hai cái đối trọng khác nhau. Một người vượt thoát bị trầm luân, một người vượt thoát để vượt ra, còn người mà không vượt thoát bị trầm luân, bị đè nặng, rất nặng nề. Và nó lạ lắm. Có cái chuyện đó rồi chúng ta đi vào công phu thiền định, chúng ta mới thấy rõ ràng là một cái tảng đá để chặn đường. Tâm nó vừa yên là bao nhiêu cái kỷ niệm nó ào nó ra. Cái hồi bình thường, sinh hoạt bình thường, mình không thấy cái chuyện buồn thương của mình với cái người mà mình có cái tình cảm. Nhưng khi ngồi riêng một mình chỗ thanh vắng rồi là tất cái đó là cái mà sống dậy mạnh nhất. Nó làm cho tâm mình nó cuồng loạn, bất an, thậm chí là không ăn, không ngủ được. Thật ra khi mà cắt được cái ái dục, giống như chúng ta bẻ gãy được cái cành sen, nó không còn cơ hội để mọc mầm lại á, thì chúng ta mới thấy cái sự tự do của cái người vượt thoát cái tình ái này như thế nào. Giá trị đó rất là lớn. Cho nên ai cảm giác rằng mình còn lung tung lúng túng, mình ra không được, là biết rằng là mình vẫn còn đeo đá ở nơi tâm hồn của mình. Gọi là đeo đá chứ không phải là đeo bông gòn nữa. Đi đâu chúng ta cũng cảm giác nặng nề. Và có đôi lúc chúng ta chìm trong đó, chúng ta thấy cả cái thế giới này biến mất rồi, chỉ có mình với cái chuyện đó thôi à. Không còn quan tâm tới ai nữa. Không quan tâm tới cái chuyện gì nữa. Trời này có sập, đất này có đổ, nhưng mà không có quan trọng bằng cái chuyện tình cảm đang có trong đầu của mình. Nó ghê gớm đến mức độ có khi là mất luôn cả cái. Mình có thể mình hy sinh cả cái đời mình cho cái chuyện này, mình không có tiếc. Ngộ lắm.
không? Ở đây là rất là nhiều người có đủ cái kinh nghiệm này. Nói ra là chúng ta thấy rõ ràng, để một người vượt thoát, một người có kinh nghiệm vượt thoát, ai mà có một cái lần để chúng ta ra khỏi được cái chuyện tình ái, quý vị mới thấy rằng rõ ràng là sống mà không ai nhiễm là một cái giá trị vô cùng lớn lao cho cái kiếp con người này. Chúng ta phải nói như vậy. Nếu mà một lần chúng ta vượt ra được, chúng ta mới thấy mới đổi được tất cả những cái gì đang có ở trần gian này bằng một cái phút giây mà chúng ta vượt thoát khỏi tình ái là thôi. Chúng tôi nói một phút thôi, chứ đừng có nói là kéo dài được một ngày hoặc là cuộc đời còn lại mình đã thoát. Một phút mà quý vị vượt qua được thôi, quý vị sẽ thấy rằng nó cái giá trị nghìn trùng không có cái gì có thể đem đi đánh đổi được với cái phút giây mà mình đã cắt được cái tình ái nơi tâm. Để thấy rằng nó là một cái gì nó ràng buộc mà đã không phải là một kiếp, mà tôi nói là đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên mỗi người tu một phen nhìn lại lòng mình có hai cái mà mình cảm giác rằng mình có thể qua được và cảm giác bình yên được. Một là mình thù ai trong tiền kiếp cho tới bây giờ. Nếu mà nhớ tới người đó là tâm mình dao động, bất an, phiền hà, phiền hận xảy ra. Cái thứ hai là mình yêu quý một người nào đó khác phải. Hai cái này là hai cái căn bản nghiệp để đi vào sanh tử. Do đó khi mà một phen chúng ta cắt đứt được cái chuyện tình ái là coi như cái việc sanh tử tung đổ y như là sung mà nó chín nó rụng rồi, không ai có thể giữ được nữa. Việc sinh tử nó nhẹ, chúng ta cảm giác là nhẹ liền, mới có thể tự tin đi theo con đường giác ngộ giải thoát. Nếu mà chúng ta không cắt được thì chúng ta không đủ tự tin đâu. Không biết nó dính hồi nào, không biết nó dính với ai, không biết nó dính ở đâu, không biết dính lúc nào. Chúng ta không biết. Người tu không đảm bảo an toàn. Chúng tôi nói là người tu mà không cắt được cái này là không đảm bảo an toàn. Không an toàn được phút giây nào hết đó. Người đời cũng vậy chứ không phải nói người tu. Chúng ta sẵn sàng đưa cái gì đó, cái cổ chúng ta để cho chúng ta phải mang cái ách mới. Cắt được cái này nhưng mà sẵn sàng mang cái khác vào. Buông được cái gánh nặng này thì giác cái gánh nặng khác lên. Thành ra cái việc mà chúng ta cắt cỡ một cái tình cảm nào đó thì không phải, mà sâu trong lòng chúng ta phải cắt được cái ái nhiễm của mình mới là cái chính. Không cắt được ái nhiễm thì không đảm bảo là cuộc đời chúng ta còn lại bình yên. Không đảm bảo. Và không phải đời này không bình yên mà nó sẽ là làm cho chúng ta không bình yên đời đời kiếp kiếp, nếu mà cái tâm ái nhiễm chúng ta chưa cắt dứt được. Những người tu nào mà có kinh nghiệm sống được những cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm giác rằng mình không còn ái nhiễm á, quý vị mới thấy rõ ràng là một cái sự an lạc vô cùng lớn lao, chưa phải là cái an lạc do chúng ta định tâm. Đây là một cái cảnh giới an lạc khác do chúng ta vượt thoát được cái ái nhiễm nơi tâm của mình. Chúng ta cảm giác rằng nó không có mọc mầm, không có mọc nhánh ở đâu được hết nơi tâm của mình hết rồi á. Nhìn tất cả các góc cạnh cái ái nhiễm không còn nơi tâm nữa thì chúng ta liền nghe nó giống như là mất trọng lượng, mất cái gánh nặng từ ngàn xưa. Nó chúng ta đã tuôn đổ thực sự một lần trong cuộc đời của mình. À, đây là một cái việc mà rất là cần, phải chưa? Một người tu rất cần có một cái lần để chúng ta dứt khoát được ái nhiễm nơi tự tâm của mình, cái ái nhiễm, cái tình ái, cái tình dục của chính mình ngay nơi tự tâm, thì chúng ta cảm giác sự an lạc. Và nhờ vậy mà cái việc tu chúng ta tinh tấn, cái đạo thanh tịnh nó bắt đầu nó hiển lộ với chính mình. Đó là Niết Bàn. Niết Bàn của Đức Phật dạy. Cho nên trong 12 nhân duyên thì cũng phải cắt cái ái, không? Như minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập duyên ái. Cắt ngang đây thì cái dòng 12 nhân duyên sanh tử luân hồi nó mới cắt. Cho nên cái từ ái đối với đạo Phật nó là một cái gì đó mà người tu phải ý thức rất là sâu sắc về cái sự vướng mắc của nó và vượt thoát của nó. Chúng ta phải thấy rằng cái sự vướng mắc ràng buộc của nó như thế nào. Chúng ta có một cái tâm vượt thoát nó mãnh liệt. Chứ nếu chúng ta không thấy hết được cái sự vướng mắc của nó, chúng ta cũng giỡn chơi lắm. Gọi là chúng ta cũng mơ hồ, không? Không biết rồi nó là có cái gì ở trong đó, nhưng mà tại sao thấy ai cũng dính vô, mình cũng muốn dính vô thử cho biết. Và dính vô thử là hết đời này và mãi những đời sau, chứ không phải đời này không đâu. Đó là cái chuyện mà người tu phải biết. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây,
Đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác với những gì nguy hiểm. Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường bị mê hoặc, bị tử thần bắt đi như xóm làng đang say ngủ, bị cơn nước lũ cuốn trôi. Ở đây Đức Phật dạy tiếp là ở đây từng bài pháp cú nó có một cái gì riêng, nó không có liên tục kết nối. Đang nói tới cái việc ái nhiễm rồi, Đức Phật nói là bây giờ mùa mưa chúng ta ở đây, mùa đông, mùa hạ chúng ta cũng ở đây. Đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những gì nguy hiểm. Chúng ta nơi lòng khi mà ở một cái nơi nào đó, ví dụ như bây giờ mình ở cái nhà của mình ở cái chùa của mình, thì mình nơi tâm tưởng của mình á là mình quyết định mình sẽ ở chỗ đó. Nhưng mà xưa Đức Phật nói cái chuyện mùa mưa chúng ta ở đây là có khi Đức Phật nói trong cái hoàn cảnh của chư tăng ngày xưa sống ở không phải ở trong tịnh xá nữa, mà đi khất thực, đi lang thang ở ngoài rừng. Ví dụ như có cái gốc cây này thì mùa nắng nó khô khan, nhưng mà qua mùa khác thì nó bắt đầu nó sanh côn trùng, nó sanh rắn rít, sanh đủ thứ chuyện. Thì nó cái đời sống mà nói chúng ta phải ở hoài một chỗ, ở nơi rừng sâu thanh vắng thì có khi nó không có yên bình. Nhưng ở đây Đức Phật nói là cái người nào mà có cái tâm tưởng chúng ta phải cố thủ, chúng ta phải trụ vững ở trong cái cõi này. Bây giờ mùa mưa mùa nắng ở đây và suốt cuộc đời chúng ta ở đây và mãi mãi chúng ta ở trong cái cõi này. Nhưng mà thật sự cái cõi người này là cõi gì? Cõi người này là cái cõi bất an. Nếu mình muốn chấp trước, mình muốn ở lại hoài cái cõi này thì rõ ràng là Đức Phật nói là cái hạng người ngu si, không tự giác, không biết vượt thoát ra cái chỗ chúng ta ăn sống. Chúng ta cố tình chúng ta bám chấp những cái chỗ gì, cái gì nó quen thuộc, nó trở thành mình luyến tiếc, mình dính mắc trong đó, là cái người không có trí huệ. Cho nên phải có trí huệ để vượt thoát, người tự giác để vượt thoát ra cái hiểm nguy của sinh tử, vượt thoát ra cái hiểm nguy của cái chấp trước dính mắc của chính mình, thì đó là cái người có trí huệ. Ở đây Đức Phật nói thêm là nếu mà mấy người đắm yêu con cái là một nè, và súc vật là hai, thì cái tâm thường bị mê hoặc và bị tử thần bắt đi. Ra cái này những người đang có con nên nghe Đức Phật dạy điều này, không? Chúng ta đang đắm yêu con cái của mình, dòng tộc của mình, quyến thuộc của mình, cái gì mà thân thuộc của mình mà mình đắm mến, thì rõ ràng là cái sự dướng mắt. Cái này ái không phải của nam nữ nữa, mà cái ái của tình thân quyến thuộc. Tình thân quyến thuộc gọi là cái gì đó, ruột rà, máu mủ, thân thuộc của chính mình. Mình cảm giác khi sống gần người đó là mình có cái cảm giác gì đó nó bình yên hơn là sống gần với một người không có máu mủ, ruột rà, thân thuộc, đúng không? Giờ ở thế gian ai cũng vậy. Thì nếu như bây giờ mình là cái người mà nói là mình đi tu rồi, mình không cảm giác tam bảo là cái gì thân thuộc của chính mình, mà mình cảm giác là cái người con của mình, là cái người mà mình đẻ ra, mình nuôi lớn, nó là thân thuộc nhất cuộc đời của mình. Thì vậy là làm sao? Đức Phật nói là làm sao? Tâm của người này thường bị mê hoặc. Tụi mê hoặc bởi cái tình cảm đó. Rồi Đức Phật nói là thương những cái loại thú cũng vậy nữa. Thương những cái loại thú chúng ta cũng bị, Đức Phật bị quở là chúng ta bị mê hoặc tiếp tục. Thành ra là trong cái tình ái của nam nữ nó là một cái mê hoặc khác. Thấy chưa? Cái tình thâm quyến thuộc nó cũng là một cái dạng mê hoặc khác. Và rõ ràng khi chúng ta dướng mắt vô cái tình cảm của gia đình, của thân tộc, của bà con, của quyến thuộc, thì rõ ràng là cái người này không có ra khỏi cái gì hết trong sinh tử đâu. Chắc chắn là không còn đường để ra bích lấp. Tại vì khi một phen xuất gia là cắt ái từ sở thân liền, cái chuyện mà ái nhiễm với gia đình, với dòng tộc, với bà con, với quyến thuộc là gần như được cắt đứt ngay cái phút giây mà chúng ta đã cạo mái tóc rồi. Dù là chúng ta là đẻ ra người đó là con mình hay là cái gì đó, mà từ xưa tới giờ khi mà chúng ta còn là người chưa tu thì cái việc mà vướng mắc tình ái, cái chuyện đó để mình phải đi tiếp nối trong sanh tử luân hồi là chuyện nó không bàn. Nhưng nếu chúng ta đặt trường hợp mình phải tu,
là khi chúng ta ý thức được là chúng ta phải luôn luôn bị vướng mắc trong cái tình cảm vợ chồng nam nữ, vướng mắc trong cái tình mẹ con, cha con, tình ái của thế gian này, là chúng ta sẽ bị mê hoặc, là bị tử thần bắt chúng ta đi. Đây Đức Phật dùng một từ rất là rõ ràng là vừa bị mê hoặc và vừa bị tử thần bắt chúng ta đi. Giống như đang ngủ say bị một cơn nước lũ cuốn trôi, mình bị cuốn trôi chứ mình không có cưỡng lại được. Chúng ta không có cưỡng, giống như là một cái miếng giấy mà được bay giữa cái cơn gió lốc. Chúng ta không có cưỡng, không có chỗ nào để chúng ta cưỡng. Nếu mà tâm chúng ta còn vướng mắc, còn đắm mê trong cái tình cảm yêu thương con cái ruột rà, quyến thuộc tình thâm của mình. Thật ra mình nhìn thấy khi mà cái người xuất gia, ở đây nói người xuất gia thôi, gặp người nhà ha, mình nhìn thấy cái cách giao tiếp của một người xuất gia, lâu lâu có người nhà thăm mà cách giao tiếp của họ là mình nhìn biết rồi, thân lắm. Đương nhiên là cả đời với mình, đó là một cái người mà thân thiết cả đời của mình chứ không phải là không có. Nhưng mà cái giao tiếp thân thiện á, mà nó thể hiện cái sự mà vượt thoát tình ái, nó khác với cái giao tiếp thân thiện mà không vượt thoát. Thấy rõ lắm, cái này không có giấu được. Ra ở chùa thì cứ nhìn mấy vị tu sĩ mà lâu lâu người nhà tới thăm biết dính mắc hay là không. Và ngược lại người tu sĩ, người xuất gia mà gặp cha mẹ của mình, chúng ta có cảm giác thân hơn ông Phật. Đây nói ông Phật thôi, chưa nói người khác. Thì biết rằng chúng ta cũng còn dính mắc rất sâu trong cái tình ái gia đình. Đây là điều mà người tu sĩ chúng ta phải thấy ra. Cho nên khi cái tình cảm chúng ta hướng về đâu, nó sẽ lộ diện ở một cái nơi nào đó để người ta có thể nhận ra được. Không có giấu được cái chuyện này. Và nếu mà còn vướng mắc trong cái tình ái của thế gian, trong cái thân bằng quyến thuộc, ruột rà, máu mủ gì đó, thì biết rằng là tử thần sẽ sắp sửa bắt chúng ta đi. Chúng ta sẽ còn bị mê hoặc ở trong trần gian này. Ở đây Đức Phật dùng cái từ rất là sát là mê hoặc, chúng ta bị mê hoặc luôn. Cho nên người tu mà khi về thăm nhà, mỗi một lần mình về quê hương, mình cảm giác nó là một cái gì đó ha, để cho mình không thể quên được, nó nổi dậy những cái kỷ niệm xưa thời thơ ấu, đủ thứ chuyện, đủ thứ điều. Mỗi lần về thăm quê hả, là 3 tháng sau ngồi thiền không yên tĩnh, chưa có xóa hết những cái kỷ niệm đó nữa. Ở chùa tu rất là tinh tấn, sau 3 tháng hạ ai cũng đảnh lễ thưa thầy cho con về thăm quê. Thăm lại cái gì? Hâm nóng lại cái tình ái của mình hồi xưa. Tình ái không phải là ái nam ái nữ, mà tình ái thân bằng quyến thuộc thôi, đủ để cho chúng ta vọng động cả vài tháng. Vừa về bước về tới nhà là 3 tháng ăn cư kiết hạ tiêu hết. Vừa ra hết 3 tháng ăn cư kiết hạ mà tác ý đi về thăm quê thôi là bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra nơi cõi lòng rồi. Bấn loạn bất an. Cho nên nó là một cái gì đó thực sự nó mê hoặc mà chúng ta không hay. Chúng ta bị rớt vào cái sự mê hoặc, gần như ít có người nào phát giác ra được cái điều này lắm. Cho nên từ cái ái nam ái nữ, cho nên cái ái thân bằng quyến thuộc, máu mủ ruột rà, chúng ta cũng là một cái sự mê hoặc. Và chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta mãi mãi đi trong sanh tử, chứ chúng ta không có dừng được cái cuộc sanh tử này nếu còn vướng trong cái tình ái, bất kỳ là tình ái nào. Đó là điều mà mọi người tu phải thấy ra. Một khi tử thần đã đến, chẳng thân thuộc nào có thể thay thế, dù cha con thân thích cũng chẳng làm sao cứu hộ. Nói chuyện này thì quá rõ rồi đúng không? Tức là khi tử thần tới rồi, người ta nói người ta thương mình, nó thương cái kiểu gì đi nữa, có thể thế mạng mình nổi không? Không có. Tử thần tới kêu ai là người đó dạ, chứ không ai là có thể thế ai được. Mình ý thức sâu được điều này để mình thấy cái tình ái nó không có thay thế nổi sinh tử. Đức Phật muốn nói điều này. Cho nên mình phải làm cái gì đó để mà sinh tử tới, tử thần tới là mình có đủ để có thể thay thế. Thấy chưa? Còn bây giờ cái tình ái là không có thế nổi rồi. Tiền cũng không thế nổi, quyền lực, tất cả những cái gì có ở thời gian này không thể thế được khi mà tử thần đã tới.
Đó là cái điều Đức Phật nói rõ ràng trong cái chuyện mà tình thâm quyến thuộc, là cha của mình, là mẹ của mình, là người thân thương nhất của mình. Khi tử thần tới không ai thế được hết, không ai có thể thế được. Bây giờ nói đơn giản là chúng ta đang nhức cái răng, có người yêu của mình nói nhức giùm mình 2 phút, nhức đâu có được đâu. Nói dốc á, nó không có đau giùm mình được đâu. Thành ra có những cái nỗi đau riêng của mình, có những cái mà mình phải đối diện trong cái cuộc sinh tử này. Chúng ta phải thực sự là người đối diện, để mình tất cả mọi cái mình phải tự giải quyết được với chính bản thân mình cái sự vướng mắc trong trần gian này, để mình có thể vượt thoát. Thành ra cái chỗ nương, như Đức Phật nói là khi mà mọi người quy y Tam Bảo, là trước kia chúng ta nương tựa cha mẹ, vợ chồng, anh em, bậu bạn, nương nó không an toàn. Tại vì không an toàn là gì? Là sanh tử tới chúng ta đâu có nương được ai đâu. Và chỉ còn một đường là nương Đức Phật, nương giáo pháp Đức Phật để chúng ta đi. Thì cái chỗ nương này dù là có tử thần tới nữa thì chúng ta vẫn có đạo lý, chúng ta vẫn có chánh pháp, chúng ta vẫn có Đức Phật để chúng ta nương. Thì cái nương này mới có thể bền bỉ và lâu dài với chính mình, chứ còn không có chỗ nương nào khác. Cho nên đó là trong cái nghiệp phải có mặt với nhau của cuộc đời này. Không có nghiệp thì không có thành người thân trong gia đình, không có nghiệp thì không thành anh em, bậu bạn, không thành cha, mẹ, vợ chồng, con cái với nhau được. Nó là cái nghiệp, nhưng nghiệp đó là nghiệp sinh tử. Chúng ta nên thấy điều này. Nếu chúng ta ý thức được cái việc sinh tử luân hồi là một cái gì ràng buộc tiếp nối đời này qua kiếp nọ, chúng ta tìm cách để chúng ta vượt thoát, thì chúng ta không lấy đó để làm chỗ nương lâu dài cho mình. Chúng ta phải tìm ở chỗ nương thực thụ, để có thể khi mà đời này kiếp nọ chúng ta thay đổi trong sinh tử là chúng ta vững vàng, chứ không bị lay đổ nữa. Thì đó là cái chỗ nương của Tam Bảo, chỗ nương của Phật Đạo, thì đó mới là chỗ nương vững bền nhất. Nhân tử thần tới có thể có một cái gì đó để chúng ta có chống chọi bằng cái công phu tu hành của mình, bằng cái niềm tin, bằng chân lý, bằng đạo lý sáng suốt của chính mình, bằng thiền định, bằng trí tuệ của mình. Đó là cái mà chúng ta có thể chống lại được với tử thần. Chúng ta có thể làm chủ được mà không bị cái chuyện sinh tử nó cuốn hút chúng ta nữa. Mà ở trong đời sống đời thường, nếu chúng ta không có cái khả năng này, không có công phu thiền định, thì sinh tử tới là chúng ta gần như xuôi tay. Và đi đâu thì đi, chứ mình không có cái sức để kháng cự. Đây là cái điều mà rất là đau khổ của những người cái phúc lâm chung. Có những người phúc lâm chung rất là hỗn loạn, chúng ta dùng cái từ như vậy. Chúng ta nhìn tới cái diện mạo của họ lúc chết, họ hỗn loạn ghê lắm, không có đủ cái bình tĩnh. Có những người có cái niềm tin mà họ có thể bình tĩnh được. Ví dụ như phút cuối là trước khi mà họ chết, họ tin một cái vị thầy nào đó, tin một người nào đó nói là cứ chết rồi cứ đọc cái tên tôi hay là niệm cái danh hiệu gì đó là sẽ được sanh về cõi lành. Cái này là niềm tin để đè được cái nỗi sợ hãi thôi, chứ còn được hay không là chuyện khác nha. Nhưng mà niềm tin, họ tự tin rằng họ cứ làm được cái chuyện đó là họ không bị đọa. Phút cuối họ bám được ở đâu họ bám mà. Thì vậy là họ bám ở chỗ được gọi là niềm tin. Cho nên họ sẽ làm cái chuyện đó cho tới giờ phút cuối cùng thì họ không bị cái bấn loạn sợ hãi thôi. Còn cái việc mà sanh theo cái chỗ đã được hứa được hay không là chuyện đó chưa chắc. Nhưng mà do niềm tin là họ có thể làm để họ vượt đi cái sợ hãi mất mát cái thân này thôi. Nó chỉ là được cái vượt qua cái sợ hãi chút ít trong cái cận tử. Còn những người không có niềm tin trong cuộc sống, không có niềm tin, không có đối tượng, không có chỗ nương tựa sau khi chết, họ cảm giác họ bị bất an, họ bị dao động, họ bị sợ hãi. Và lúc đó nghiệp tới họ làm cho họ hỗn loạn trong cái phút lâm chung. Cho nên có hai cái trước cái phút lâm chung để cho người ta có thể đi một cách bình yên hay không á. Một là họ có chỗ tựa về tinh thần. Hay là họ thấy rất rõ cái chuyện mà họ bỏ thân xác họ sẽ đi đâu về đâu. Họ chỉ thấy rõ thì cái chuyện đó là không có hỗn loạn rồi, chết không có sợ rồi. Thấy một cách chắc thật là mình bỏ thân này mình sẽ là cái gì liền sau khi cái thân này. Mình sẽ như thế nào sau khi mình bỏ thân này, mình thấy rõ ràng không lầm lẫn nữa. Thì chuyện sinh tử này không còn bàn. Cái thứ hai là tạo cho người ta có niềm tin. Và có những tông phái của Đạo Phật làm được điều này.
tạo niềm tin, tức là chết sẽ đi đó đó, an lạc hay là được thanh tịnh, được cái gì đó. Và họ cứ quân tập ngày này giờ kia, cứ công phu cái kiểu đó, hướng tâm cái kiểu đó để họ tạo thành cái niềm tin vững chắc. Thì vậy là lúc chết họ không hỗn loạn thôi, đảm bảo là không hỗn loạn phút chót. Nhưng mà muốn đi tới cái chỗ mà chúng ta được nghe nói được hay không là cái chuyện đó chưa dám bàn. Thấy chưa? Nhưng mà cái niềm tin vững quá để đè ép được cái sự hỗn loạn lúc lâm chung thôi. Đó thì có hai cái, một là niềm tin để nương tựa cái phút cuối. Thì vậy là bây giờ cha mẹ mình cũng chết là mình không có dựa được, thân bằng quyến thuộc mình cũng chết mà không dựa được, là bây giờ chỉ còn dựa Tam Bảo, dựa vô Phật. Đó cũng là một loại niềm tin. Thì sau khi chúng ta quy Phật rồi, chúng ta nương tựa vào cái đức độ, cái trí huệ, cái đạo hạnh của Đức Phật, chúng ta tin chắc rằng là mình là một người Phật tử, mình chết sẽ được Phật rước, ví dụ vậy. Thì cái niềm tin đó sẽ được xây dựng kể từ ngày mà chúng ta quy y Tam Bảo cho tới khi cái lúc chúng ta lâm chung, là chúng ta biết chắc rằng chúng ta đi theo Phật, chúng ta không còn đi theo con đường nào khác, khiến cho mình cũng không bị hỗn loạn. Còn không thì chúng ta sẽ dụng công, chúng ta tu tập, chúng ta có thiền định, chúng ta thấy chắc rằng là chúng ta dứt trừ được những cái tham tâm sân tâm của mình, phá trừ được những cái ngã chấp, những cái kiết sử này nọ kia của mình, để tâm mình được an lạc thanh tịnh, rồi mình ở trong cái cõi thanh tịnh sau khi bỏ cái thân giả này, bỏ cái thân bất tịnh, rồi bỏ cái tâm cuồng loạn, để chúng ta có được cái tâm thanh tịnh của chính mình, và chúng ta hòa nhập vào cái chỗ thanh tịnh sáng suốt đó, để mình không có mang cái thân sanh tử tiếp nối nữa. Đó là cái do công phu mà chúng ta thấy được. Cho nên không phải là chết để chúng ta đi đâu, mà chết chúng ta hòa nhập vào cái bản giác thanh tịnh của chính mình. Thì giờ mình không có cần ai, tại vì công phu mình nó tới cái đỉnh điểm đó rồi. Thì người ta nguyện rồi, người ta tụng, người ta hộ niệm rồi, nó ra kia, nó là cái chuyện chơi bên ngoài. Thật sự không cần thiết nếu mà người có công phu. Họ đâu có cần, không có cần hộ, không có cần phụ đâu, không có cần. Tất cả những cái chuyện này là hoàn toàn không cần. Tại vì họ đủ biết là mình đang ở đâu. Cho nên khi tâm chúng ta thanh tịnh là chúng ta biết được cái việc sinh tử của mình như thế nào liền. Biết rõ lý lẽ trên, người trí gắn trì giới, thấu hiểu đường niết bàn, mau làm cho thanh tịnh. Cái bài này kết thúc cái phẩm đạo. Thì Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà biết rõ được cái việc sinh tử luân hồi kia đó, thì chúng ta gắn sống đúng với cái đạo lý mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là cái giới pháp Đức Phật dạy, thứ hai là cái thiền định để chúng ta được vượt thoát sinh tử luân hồi. Như vậy là trong cái phẩm đạo này, Đức Phật đều từ đầu cho tới giờ Đức Phật đều răn dạy. Có những cái chỗ Đức Phật răn dạy chứ phải sách tấn chúng ta, phải đừng có lười mỏi giải đãi, để sinh tử chúng ta không có khai mở được trí huệ để phá vỡ sinh tử luân hồi. Và Đức Phật thấy, gợi cho chúng ta thấy rõ ràng cái sự vướng mắc trong cái tình cảm tình ái của nam nữ, trong cái tình cảm tình ái của thân bằng quyến thuộc. Không? Tình thâm quyến thuộc, máu mủ ruột rà của mình, Đức Phật nói cho chúng ta thấy rõ chỗ nương tựa cha mẹ, bậu bạn, những người thân của mình, khi mà cái chuyện sống chết tới không thể dựa được. Đó không phải là chỗ dựa nương cuối cùng của cuộc đời của chúng ta. Cho nên một là chúng ta phải hướng về cái chỗ đạo lý thanh tịnh để chúng ta tu tập, chúng ta thấy rõ được cái giá trị thanh tịnh của tự tâm của mình mà chúng ta công phu. Và nếu như chúng ta công phu được, chúng ta được cái sự thanh tịnh đó, thì cái việc làm chủ sinh tử luân hồi, cái việc vượt thoát khỏi khổ đau lầm mê trong ngàn đời ngàn kiếp của mình, nó sẽ có, nó sẽ đạt được. Đó là điều mà Đức Phật dạy chúng ta trong cái phẩm này. Thì hôm nay chúng ta nói tới đây, chúng ta sẽ dừng cái bài nói chuyện này. Thì sau chúng ta sẽ học tiếp.
chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vì ngọn trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Chân nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,